Ngày 23 tháng 1 năm 2023, ngày thứ 43-44. Sankissa ngày mùng 2 Tết, những tia nắng bình minh xuyên qua cành lá, làm lung linh những khóm trúc và rặng tre ngà. Đâu đó có những bước chân bộ hành trên con đường đê của thôn trên xóm dưới. Những thửa ruộng cải hoa vàng đang khoe sắc chập trùng, như đón chào đoàn tăng lữ đến với Sankissa trong những ngày đầu của năm Quý Mão. Sổ thì vẫn anh dũng như ngày nào, vẫn miệt mài đi theo đoàn, không thích chơi giỡn cợt đùa gì với ai cả, cũng uy nghi lắm, ra vẻ huynh trưởng lắm. Còn Aloka thì vẫn ham vui, dù bị thương một chân, chỉ còn lại ba chân, cà nhắc như vậy mà vẫn thích chọc phá những bạn bốn chân dọc đường. Cứ cà nhắc một đoạn là nằm nghỉ, tôi cũng chậm lại để khuyến khích bạn ấy đừng ngủ, chứ lỡ bạn ấy nhắm mắt ngủ quên thì tôi lại phải đi tìm. Chúng tôi dừng chân tại ngôi chùa Sankassa Vihara để dùng trưa, nghỉ ngơi tắm giặt trong lúc trời nắng ấm. Mấy hôm nay trưởng đoàn cũng bị đau nhiều nên tôi ra tay nắng bóp. Các sư nói đùa bảo tôi đấm mạnh mạnh để trưởng đoàn nằm luôn, mai khỏi đi. Cũng không hiểu hôm trước tôi nắng bóp thế nào mà sáng ra ngày trưởng đoàn đi thon thót băng qua đoạn đường dài tối om, gồ ghề và đá lởm chởm khắp nơi, làm cho cả đoàn tăng tốc theo cũng đuối cả đôi chân. Tối đến, huynh đệ chúng tôi quây quần bên nhau trong bóng đêm mịt mù, bỗng nghe những hạt mưa xuân lắc rắc vào căn lều bé nhỏ. Chúng tôi vội vàng trùm bạt cất y áo đang phơi còn ướt để phòng mưa to. Chưa kịp chuẩn bị thì mưa càng lúc càng triệu hạt, tôi cũng bị ướt hết cả mình. Chui vào trong lều mà tôi hay gọi là cái ổ để lau cho khô mình. Tưởng chừng chỉ là cơn mưa xuân tí tách lác đác vài hạt đón mừng xuân sang, ngờ đâu mưa thâu đêm đến sáng. Nước mưa tràn vào bên trong lều từ nóc, vách và từ dưới đất thấm lên. Cả đêm tôi loay hoay lấy khăn, y áo còn ướt tấn quanh lều để không làm cho cả lều bị ngập. Co ro cúm rúm không dám nhúc nhích vì sợ chiếc y tăng dạ lê đang đắp cũng bị thấm nước, nhưng cuối cùng thì cũng không sao thoát khỏi. Cả đoàn trải qua một đêm dài ướt lạnh, người thì ho, kẻ thì sổ mũi run cầm cập. Bao nhiêu vị khác chắc cũng trằn trọc cả đêm không khác gì tôi. Trời hừng sáng và mưa cũng ngớt dần, cả đoàn dọn dẹp lau chùi lều, phơi y áo và chuẩn bị đi bát đến Sankissa, nơi Đức Phật ngự từ trên cõi trời đao lợi xuống sau khi thuyết vi diệu pháp tế độ mẫu thân của Ngài. Đoạn đường từ chùa Sankissa Vihara đi đến nơi Phật tích, có sư Silananda và một vị sư khác đến từ Mỹ ghé ngang đặt bát. Sau đó, đoàn tăng lữ với đôi chân trần, tay ôm mình bát đi trong mưa lạnh cho đến nơi Phật tích, cùng lễ bái tụng kinh cúng dường Phật bảo tại nơi Đức Phật giáng trần từ cung trời Đao Lợi. Câu chuyện thuật lại như sau. Trong thời gian ẩn cư trong vùng núi Sankassa, Đức Phật cũng noi theo thông lệ của các vị Phật trước, lên cung trời Đao Lợi và thuyết vi diệu pháp cho thiên chúng và Phật mẫu nghe. Trong khi đó, ở cung trời Đao Lợi, Đức Phật ngồi trên ngai vàng dưới cây san hô, bên phải có Yaka Indaka và thánh mẫu Mahamaya. Bây giờ đã là một vị thiên nam tên là Maya Devaputta, xuống từ cõi trời Đâu Xuất. Bên trái có Ankura và xung quanh có vô số thiên chúng từ mười phương tụ đến nghe pháp. Sau khi nghe pháp, thiên nam Maya Devaputta đã đắc thánh quả Tu Đà Hoàng. Mỗi ngày khi tới giờ đi khất thực, Ngài tạo ra một vị giống hệt Ngài để tiếp tục giảng dạy vi diệu pháp thay Ngài, cho đến chỗ nào dừng thuyết giảng là do Ngài quyết định sẵn. Rồi Đức Phật đi đến hồ Anuttara tắm và đánh răng bằng cây que chùi răng. Sau đó Ngài đi đến Bắc Cô Lô Châu để khất thực và trở về Ngài thọ thực bên bờ hồ Anuttara. Sau bữa ăn, Ngài đi đến rừng cây đàn hương để nghỉ trưa. Trưởng lão Sariputta, bậc tướng quân của chánh pháp, đi đến rừng cây đàn hương để hầu. Đức Phật nói với đại trưởng lão: "Này con Sariputta, Như Lai đã thuyết chừng này giáo pháp." Ngài chỉ nêu ra tiêu đề và những dòng hướng dẫn, nhưng trưởng lão Sariputta với bốn vô ngại giải trí
có thể thông hiểu đầy đủ pháp mà Đức Phật đã nêu ra. Trong suốt 3 tháng mỗi ngày là như vậy. Sau 3 tháng, khi Đức Phật từ cung trời Đao Lợi trở về làng Sankasa, thì có các phạm thiên đi bên trái, vua trời Sakaindra đế thích bên phải, tiễn đưa ngài xuống bằng 3 cầu thang báu bằng vàng, hồng ngọc và bạc. Đầu cầu thang tựa vào đỉnh núi Tu Di, chân cầu thang đặt ở cổng làng Sankasa. Có vô số chư thiên rải hoa tấu nhạc cúng dường. Vào thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch, vua Asoka có dựng một trụ đá kỷ niệm nơi Đức Phật thể hiện thần thông, giáng trần tại cổng làng Sankasa. Trên đầu trụ đá có tượng một con voi.